Những lý do làm cho quả dâu tây nhỏ xíu như vậy. Lý do thứ nhất là do cây dâu tây còn quá nhỏ, thường là những cây dâu tây cấy mô mới mua về. Nếu cây dâu cấy mô còn nhỏ mà ra hoa, thì bạn nên ngắt để dưỡng cây, để lại hoa thì ra quả rất nhỏ. Lý do thứ hai là vấn đề dinh dưỡng của dâu tây. Mình thấy nhiều bạn mới trồng hay gặp phải. Trong giai đoạn dâu tây ra hoa thì có 3 nguyên tố quan trọng là kali, canxi và boron. Kali chính là yếu tố làm cho quả bóng, mọng, sáng chắc, thơm ngon. Canxi còn là yếu tố giúp chống nứt, rụng hoa, nụ trái non. Boron đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành phấn hoa và tăng khả năng thụ phấn. Nhưng bạn nên bón đầy đủ các nguyên tố đa trung vi lượng để cây phát triển toàn diện nhất, vì một nguyên tố đơn lẻ không thể giúp cây phát triển toàn diện ở nhiều giai đoạn được.